Xin chào anh chị. Khi mà chúng ta triển khai những bản vẽ đó thì có những lúc đó là chúng ta sẽ thêm những cái bản vẽ mới vào, rồi cái bản vẽ đó chen vào giữa những cái bản vẽ đã có của chúng ta. Đôi khi là chúng ta phải tạm đặt là A, B, C, D gì đó. Là như cái công trình này đây thì mình làm ví dụ có rất là nhiều cái bản vẽ. Trong này thì có bản vẽ kiến trúc rồi bản vẽ MEB nữa. Và ở đây thì mình sẽ nói về bản vẽ kiến trúc trước. Mình sẽ đánh số lại tất cả những cái bản vẽ này theo kiểu là 001, 002, 003 đến 00N. Như vậy là chúng ta sẽ sử dụng Dynamo để nhanh nhất. Rồi mình sẽ mở Dynamo lên. Thì cái tool này cũng có thể sử dụng cho việc đánh số những cái đối tượng khác, ví dụ như là phòng, ví dụ như dầm, ví dụ như cột, vân vân. Thì cái này là dùng chung. Ở đây thì mình sẽ dùng cho những cái tờ sheet. Đầu tiên thì mình sẽ vào nail và chúng ta sẽ không có cần phải dùng thêm bất cứ cái bucket nào hết. Mình sẽ dùng bình thường thôi. Rồi mình sẽ vào menu. Đang để mà cho nó đừng có chạy liền, mà khi mình bấm nó mới chạy. Rồi mình sẽ lấy categories ở đây, và cái nữa all element of categories. Thì cái này mình sẽ tác động lên những cái tờ sheet. Mình sẽ bấm chữ S rồi tìm nó đây. Rồi hai cái này nối với nhau. Rồi sau đó đó thì làm xong đó, thì nó sẽ sắp xếp theo cái thứ tự ID của nó, thì nó sẽ chưa có ổn, mà hiện giờ mình cần nó phải sắp xếp theo cái thứ tự này trước nè. Đó, lúc mà mình đánh ABCD cũng mình cũng đang để cho nó đúng thứ tự, mà tạm đúng thứ tự. Rồi mình sẽ lấy là sort by function. Đây là sort by function nè. Rồi mình sẽ lấy thêm một cái node nữa là switch number. Đây, rồi đây chính là cái tiêu chí để chúng ta sort cái list này, và đây chính là cái list. Rồi sau khi có xong rồi thì mình sẽ filter. Filter cái nguyên nhân để filter đó là đang để mà chúng ta lọc ra đúng những cái bản vẽ có cái chữ này nè, cái chữ KT nè. Ở đây thì mình sẽ không có tác động lên những cái bản vẽ này. Chừng nào mình làm thì mình mới tác động. Rồi quay lại. Rồi filter thì đây chính là cái list để chúng ta filter. Nhiệm vụ phía dưới là cái mask là cái điều kiện để chúng ta lọc ra. Thì lọc ra thì cũng là lấy switch number. Đây. Rồi. String content. Đánh chữ string. Content. Rồi, string content đây thì nó sẽ chứa những cái switch number nào mà chứa cái này nè, yếu tố này, hai chữ KT là đủ. Ok. Thế thôi. Rồi, nối cái này vào. Như vậy là mình đã được một cái list rồi. Đánh ở đây what nè. Ok. Rồi, mình đã được một dàn cái number nè. Ok, tiếp theo á là mình sẽ cái node mà cuối cùng mà chúng ta sử dụng đó chính là set parameter. By name. Đây. Chúng ta sẽ nhập cái switch number mới vào, và chính ra chúng ta sẽ nhập vào đây. Còn parameter name thì tên là switch number. Thế thôi. Và cuối cùng cái phần mà phiền phức nhất chính là cái value này nè. Thì ở đây thì mình sẽ làm rất là đơn giản là bằng cái node count. Count này là đang để đếm số lượng ở đây có bao nhiêu. Ở đây là nó sẽ đếm ra đó, nó sẽ tự đếm ra bằng cái số này nè. Rồi tiếp theo là mình sẽ bấm hai chuột để mở một cái code block. Thì mình sẽ tạo một cái một chấm chấm x. Rồi mình sẽ nối cái này vào. Như vậy là nó sẽ lập tức là nó sẽ tạo ra một cái chuỗi số. Ví dụ cái này là nó ra 85 đi, thì cái này nó sẽ ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 85. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng cái node nữa string from object. Rồi cái này thì nó sẽ chuyển mấy cái này từ sang string. Mới đầu là số mà. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng một cái node nữa là string path left. Đây,
À, tức là nó sẽ thêm những cái đối tượng vào cái bên trái. Thì ở đây nè, khi mà mình lên đó, thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó, nó sẽ không có cái số 0 phía trước. À, nếu như vậy thì đánh ra nó sẽ những cái bản vẽ đầu tiên sẽ là KT1, KT2, KT3 rồi đó, thì nó nhìn nó cũng kỳ. Cho nên mình sẽ đo nói cái này vào. Rồi cái này là cái độ dài mới của nó. À, ví dụ nha, ở đây là mình để số số 3 đi. Rồi một lát nữa mình sẽ nói số 3 là cái gì. Và ở đây thì mình sẽ thêm một cái string nữa. Ở đây là số 0. Mình đánh số 0 nha, cái này là string nha. Rồi nói lại là xong. Vậy là cái chuỗi này nè, nó sẽ tạo ra từ 01001, ủa từ 1 2 3 4 5 6 7 8 gì đó, thì nó sẽ tạo là 001 002 rồi 010 020 vân vân. Cuối cùng á thì để mà nó có theo cái mẫu ban đầu á thì mình sẽ thêm một cái code block. Để coi. Ví dụ như là kiến trúc phải không? KT. Hoặc mình không để chữ kiến trúc nữa, mình để chữ A cũng được, nó AR dấu gạch nối cái đi. Rồi, cộng cho x. X là cái thành phần. Rồi nó kêu mình khai báo x chính là thành này. Rồi, trước khi chạy thì mình sẽ freeze lại. Đang để cái này nó khoan hãy chạy, đang để mình kiểm tra nè. Bấm cái bật một cái. Lập tức á, các bạn để ý nè. Đó, nó sẽ tạo ra một cái chuỗi nè. Rồi sau khi mà nó cộng vào thì nó sẽ lên cái này đây. Nó rất là dễ dàng. Còn ban đầu thì nó sẽ ra cái chuỗi như thế này. Đó là ý nghĩa. Rồi cái này mình có thể ứng dụng cái này để mà làm những cái đánh số khác cũng tương tự như vậy. Ví dụ như là room number, ví dụ như là dầm cột, những cái thiết bị khác. Đó, Dynamo nó ngầm rất là nhanh chỗ này. Cái số 3 này là gì? Ví dụ mình đánh số 4 đi để các bạn thấy. Rồi, đó, 4 số. Rồi, thử thử nha. 2 số. Cái này là tùy tùy vào mình. Thường thì mình sẽ đánh 3 số. 2 số cũng được. Nếu như các bạn làm những cái nhà ở nhỏ đó thì chắc là nó dưới 99 tờ chứ không có nhiều đâu. Còn nếu như các bạn làm những công trình lớn thì cái chuyện mà hơn 100 tờ vẫn có. Rồi, cái này mình để ví dụ là 2 số đi. Rồi bây giờ mình chỉ cần nói cái này lại. Rồi, freeze lại thôi. Đây, bên này nó đang thế này nha. Nó đang tùm lum số ở trên nè. Thì chúng ta sẽ đánh lại bằng cách là run cái. Rồi. Xong. Đây là cái switch number mới của chúng ta, rất là đơn giản. Rồi, sau đó thì các bạn muốn thì các bạn có thể tiếp tục đánh. Ở đây thì một cái vấn đề nữa là mình sẽ không có thường đánh theo kiểu đó. Mình sẽ thường là mình đánh như thế này. Mình mở một cái file mới. Đây. Mình thì mình thường mình đánh theo bộ, ví dụ như là bộ 100 là những cái phối cảnh chẳng hạn. Rồi bộ 110 là cũng phối cảnh mặt bằng. Bộ 120 đó thì là mặt bằng kích thước, bộ 130 mặt bằng nội thất. 140 là mặt bằng ngắt sàn, 150 mặt bằng trần vân vân. Rồi bộ 200 là mặt đứng, rồi bộ 300 là mặt cắt vậy đó. Rồi những cái bộ sau là chi tiết cấu tạo. Thì với cái cách này nè thì mình sẽ thêm một cái biến nhỏ nữa ở ngay phía dưới. Đó chính là cái biến này nè, là số thứ tự bản vẽ. Số thứ tự bản vẽ đây là cái tham biến chia sẻ. Thì cái cách làm thì mình đã nói trong cái clip mà hướng dẫn tạo cái khung tên rồi. Rồi sau khi mà mình có được cái số thứ tự bản vẽ rồi thì mình cũng dùng cái này. Mà thay vì là tác động qua sheet number thì mình sẽ set parameter tác động lên cái số thứ tự bản vẽ. Vậy là xong. Nếu như có thêm bất cứ cái vấn đề nào mà các bạn cần trao đổi thêm thì các bạn có thể để lại với dưới phần comment. Bởi vì cái cách mà đánh sheet number của mỗi công ty á là nó sẽ khác nhau. Có một số công ty nó sẽ đánh số kiểu khác. Các bạn có thể comment ở dưới để mình xem thử. Cảm ơn.